Xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ với các bạn mẹo rất hay từ băng dính nha mọi người nha. Thì bình thường thì mọi người sẽ thường hay dán băng dính này vào giấy, vào những cái đơn hàng hay là đi ship các thứ thì người ta hay dán là giấy trên những cái đơn hàng ấy để mà tránh trời mưa, tránh rách nhá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn cái mẹo mà làm thế nào mà khi mình dán nhầm vào cái băng dính vào một cái đơn hàng nào đó, một tờ giấy nào đó mà mình muốn gỡ ra mà cái chữ nó không mất. Thì bây giờ mình sẽ đây. Bình thường thì khi chúng ta dán một cái tờ giấy âm một dán băng dính lên một cái tờ giấy như này, khi chúng ta lột nó ra thì chúng ta sẽ lột nó ra này, thì hầu như là các bạn nhìn này, hầu như là đây mình lấy như này, hầu như là nó sẽ mất hết chữ như này mọi người nhé, đúng không ạ? Hầu như là nó sẽ mất hết cái chữ như này đấy, và cái tờ giấy nó sẽ như thế này nhá. Đây, chữ nó sẽ dính hết ở đây. Thì bây giờ mình sẽ chia sẻ với bạn một cái mẹo rất là hay. Cái mẹo sẽ không mất một cái chữ nào khi bạn dán băng dính sai trên một cái tờ giấy bạn muốn dán lại. Bây giờ mời các bạn nhìn nhá, các bạn chú ý theo mình nhá. Đây ạ, mình sẽ dán này đấy, mình sẽ dán nhá, mọi người chú ý nhá. Đây. Thì bây giờ này các bạn nhìn này, mình sẽ dán hai đầu, mỗi đầu các bạn cách ra khoảng tầm khoảng nó rơi vào khoảng 10 đến 15 phân gì đó. Sau đó là các bạn sẽ cầm lấy một cái đầu, cầm một đầu của băng dính và một cái đầu kia thì bạn sẽ lấy cái tay bạn giữ chặt và bạn sẽ dùng hết lực cái tay của mình bạn kéo. Bạn nhìn này, bạn nhìn cho mình nhá. Này, mình sẽ kéo này. Đấy. Mình sẽ kéo này. Kéo thật căng các bạn nhá. Các bạn kéo thật căng cho mình nhá này. Đấy, kéo thật căng cho mình này. Đấy. Cái đầu kia bạn cứ giữ thật chặt và bạn kéo thật căng cho mình nhé. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, kéo thật căng đấy, rồi thật căng cho mình nhé, thật căng cho mình như này. Đấy, sắp được đấy mọi người nhá. Đấy, các bạn nhìn này, tờ giấy không mất một cái chữ nào nhé mọi người nhá. Bạn nhìn này, băng dính mình đổ ra rồi mọi người nhá, băng giấy không mất một cái gì làm nhá mọi người nhá, mất không mất một cái chữ nào mọi người ạ. Đấy, bây giờ mình sẽ test lại một lần nữa cho các bạn xem nhá, test lại một lần nữa các bạn xem này. Đấy, các bạn nhìn nhá này, mình sẽ test lại các bạn một lần nữa này. Đấy, các bạn sẽ giữ một cái đầu này thật chặt mọi người nhá, và cái đầu này, một cái đầu này thì bạn cầm, bạn dùng hết lực của mình, từ tay của mình kéo. Đấy, các bạn nhìn này, đấy, các bạn cứ cầm dùng cái lực kéo này. Đây, bạn nhìn chưa? Đấy, không mất một cái chữ nào, không mất một cái chữ nào cả nhá. Đấy, thì cái nguyên lý của cái cuộn băng dính dán vào giấy mà lột ra mà không mất một cái chữ nào thì nguyên lý đơn giản. Băng dính thì các bạn biết này, cuộn băng dính thì nó làm bằng cái chất nhựa dẻo nhá, dưới nó là một chất lớp keo, lớp keo là những cái tinh hạt, cái hạt rất là nhỏ nhỏ nhá. Thì khi bạn dùng lực bạn kéo ra thì cái băng dính này nó sẽ dán ra thì những cái hạt keo ấy dính ấy, ở bên dưới cái lớp băng dính này nó sẽ đầu tiên thì nó tụ vào rất là đông, sau bây giờ mình kéo ra thì nó giãn ra thì nó sẽ cách quãng ra và nó từ từ tờ giấy sẽ nó sẽ gì ạ, nó làm cho cái chất dính ở dưới băng dính này nó sẽ giảm đi và chúng ta sẽ kéo ra một cách rất là dễ dàng. Bây giờ mình sẽ test thêm cho bạn một cái nữa. Đây là vừa là mình dùng băng dính to nhá, bây giờ mình sẽ dùng băng dính bé là mọi người nhìn này. Đấy, mình sẽ dùng cuộn băng dính bé xem là bạn mình test xem là nó có được như cuộn băng dính to hay không. Mình nghĩ là cuộn băng dính to mà làm được, bé chắc chắn mình nghĩ cũng làm được. Người nhìn này, đây, đây, bạn nhìn nhá, đấy, mình dán nhé, mình cái tay mình viết này, mọi người nhìn này. Bây giờ mình sẽ cắt này, và mình cũng dùng một tay giữ và một tay mình gì ạ, mình kéo. Đấy. Cái này thì nó còn đơn giản hơn rất nhiều so với cái đấy, vì cái này nó bé gấp, cái to nó gấp 5-6 lần cái bé, nó đơn giản như vậy. Thì đây là một cái mẹo rất là đơn giản để cho các bạn có thể đi dán những cái đơn hàng trong những cái shipper này mà sợ trời mưa hoặc sợ rách ấy, thì các bạn sẽ dùng cái mẹo này như của mình nhé. Cái mẹo hôm nay của mình này thì nếu mà các bạn xem mà thấy hay thì hãy like, share, đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Mình cảm ơn nhé.